Mình chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ vào bếp và cùng nấu món phở bò nha mọi người. Mà hôm nay mình sẽ nấu bằng nồi áp suất á, nên cái thời gian nấu của mình á khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ là mình có phở bò ăn nha mọi người. Bây giờ mình cùng bắt tay vào làm thôi nè. Về phần nguyên liệu hôm nay mình sẽ có là đuôi bò nha mọi người. Ở đây mình có một bọc đuôi bò như thế này. Người ta đã bỏ da hết rồi nha mọi người. Hình như là người Mỹ không có ăn da hàng sao á, người ta lóc da hết trơn à, còn cái đuôi không à. Mình đây mình có một bọc này, khoảng 1 kg đuôi bò nha mọi người. Và xương, cái này là giống như cái xương ngay cái giò con bò á mọi người. Người ta cắt ra, vừa có xương vừa có gân trong này luôn. Mình mua cái này hồi sáng là 25 đồng 49 cent nha mọi người. Cái này là 2.90 pound, có khoảng 1.5 kg nha mọi người. 1.5 kg xương bò với thịt với gân, 1 kg đuôi bò. Ở đây thì giá này á, ở bên Mỹ này người ta bán mắc lắm. Cái chỗ tiểu bang của mình á, một bọc giá gì á là gần 3 đồng, là 60 ngàn mọi người, nửa ký á. Mắc ha, 60 ngàn nửa ký. Còn ở đây á, thì thịt bò này là để lát mà mình để làm bò tái nha mọi người. Mình mua cục thịt bò này nó cũng đang on sale nè, 21 đồng 39, nhưng mà nó sale còn có 12 đồng 57, tại vì mình có cái thẻ thành viên á nên nó giảm giá đó. Lát mình đặng mình làm cái bò thái. Và bên đó mình cũng có hành và ngò gí với mọi người. Rồi nguyên liệu mình chỉ có như vậy thôi, bây giờ mình sẽ bắt tay và mình làm. Ở đây mình có cái nồi nước mình bắt sôi á mọi người. Mình sẽ bỏ muối vô, đặng mình trụng thịt trước, mình trụng cái xương bò với cái đuôi bò trước khi mà mình bỏ vô cái nồi áp suất cái mọi người mình nấu. Tại vì ở bên này á, ở bên này á thịt bò đó chủ yếu là người ta đông đá hết trơn rồi mọi người, nên trước khi mình ăn á mình phải trụng trước đó, mình phải trụng cho sạch trước rồi sau đó mình mới đem đi mình nấu nha mọi người. Đây là sau khi mà thịt mà mình đã trụng với nước muối nha mọi người, mình rửa sau đó xong mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh và mình để cho thiệt là ráo nha mọi người. Ở đây mình có cái nồi chiên không dầu á mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ củ hành với lại gừng á mọi người. Mình rửa sạch á, mình chẻ làm hai. Mình bỏ ở đây mình nướng á, đặng lát mình nấu phở mình bỏ cho nó thơm á. Đó, bỏ vô nồi chiên không dầu mình nướng. 350 độ F, 18 phút nha mọi người. Sau đó mình sẽ bỏ hết cái phần thịt mà mình đã trụng với rửa sạch á, mình bỏ vô trong cái nồi áp suất của mình nha mọi người. Bỏ hết vô luôn. Tiếp đến mình sẽ cho nước vào. Bỏ nước nóng vô nha mọi người, cho cái nồi mình nấu cho nó nhanh á. Mình sẽ thêm nước nữa. Mọi người nhớ là cái lò nó, cái nồi áp suất này nó có chữ max ở đây là mình không có đổ nước qua cái bức đó nha mọi người. Nó sẽ bị trào qua ngoài á. Rồi, cái phần mà củ hành tây với lại cái gừng của mình hồi nãy mình nướng trong cái lò chiên không dầu á mọi người, mình cũng bỏ hết vô luôn. Sau đó mình sẽ nêm vào trong đây là khoảng cỡ 1 muỗng canh bột ngọt. Mình chỉ nêm cho cái thịt lúc mà mình nấu cho nó ra cái nước thôi nha mọi người, 1 muỗng canh bột ngọt. Với khoảng cỡ 1 muỗng canh muối ít thôi nha mọi người, đừng cho cái thịt của mình nó ra cái nước ngọt á khi mà mình hầm á. Khi đậy nồi lại á thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ mà soup broth này nè mọi người, là mình để mình hầm súp á. Và mình ở đây có 15 phút nhưng mà mình muốn hầm lên khoảng cỡ nửa tiếng là 30 phút. Mọi người sẽ chỉnh lên chế độ là 30 phút thôi nha mọi người. Mình sẽ hầm ở trong đây 30 phút, sau đó mình sẽ đổ ra cái nồi lớn hơn nữa để mình thêm nước thêm nữa nha mọi người. Và cái lò sau khi mà mình hầm được 30 phút, mình sẽ ngâm trong đây thêm 15 phút nữa nha mọi người. Mình sẽ không mở lò liền sau khi mà nó đã xong cái chế độ. Tại vì khi mình mở ra liền á, là nước nó sẽ bị trào ra rất là nhiều. Nên mình sẽ để trong đây thêm 15 phút nữa. Bây giờ mình sẽ mở cái van lên. Cẩn thận nha, phỏng á. Đó, sau khi mọi người mà thấy cái nút này nè mọi người thụt xuống á, mình xả hết hơi ra thụt xuống á, thì bắt đầu mình mới mở cái nắp nồi ra mọi người. Mở cái nồi ra coi cái nồi súp của mình. Wow, thơm quá, tại có cái mùi củ hành đó mọi người, củ hành với gừng á nên rất là thơm. Dạ, bây giờ mình sẽ coi thử coi cái thịt của mình nó mềm chưa mọi người. Ở bên đây á, mình ăn mà thường thích hầm cái thịt cho thiệt là mềm. Đó, cái này mềm mà nè mọi người, đâm lũng thịt đây nè. Đó,
là mềm. Nhưng mà ở Việt Nam á, cha mình mỗi lần mình về mình nấu phở mà mình hầm mềm quá là sẽ bị chê. Tại vì cha nói thịt nó phải hơi cứng cứng ăn mới ngon. Đó, mình đâm cái nè. Đây nè. Đó. Vậy là được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển cái này qua trong cái nồi lớn hơn để mình thêm nước chứ nêm nếm lại nha mọi người. Đây, đây là cái nồi phở mà sau khi mà mình đã đổ từ cái nồi áp suất qua nha mọi người. Cái nước phở rất là trong luôn, mọi người nhìn nè. Cái nước phở rất là trong luôn, không có bị đục luôn, tại vì mình có trụng thịt trước á. Và sau đó mình sau khi mình bỏ qua đây á, thì mình đã vớt cái củ hành với cái gừng ra mọi người. Không có bỏ ở đây nữa không thôi nó sẽ bị nát. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người, mình nêm nếm lại tại hồi nãy lúc mà mình nêm nếm á thì mình chỉ có nêm nếm cho nó ra nước ngọt của thịt thôi. Cái nồi này thường nhà mình nấu phở mình sẽ nấu nồi lớn giống vậy. Mình sẽ bỏ một muỗng canh bột nêm nha mọi người, bột nêm gà, một muỗng rưỡi canh đi, một muỗng rưỡi canh bột nêm gà. Nãy mình đã nêm bột ngọt rồi nên bây giờ mình chỉ nêm khoảng nửa muỗng canh nữa là được nha mọi người. Đường thì ở đây mình sẽ cho vô là khoảng cái muỗng cà phê á, mình cho 3 muỗng đi mọi người, tại cái này cái dung tích cái này cũng nhiều á. Giờ nãy mình đã nêm muối rồi nhưng bây giờ mình không nêm muối nữa mà mình sẽ nêm nước mắm. Mình ở đây là dùng nước mắm ba con cua nha mọi người. Mình đổ vô đây khoảng cả 2 muỗng canh, 2 muỗng canh nước mắm. Quậy lên cho nó đều hỗn hợp hết. Cái nồi nước súp của mình ngon quá, trong quá. Và nên cái này là cái gia vị nấu phở của mình nó thường mình xài loại này nè, phở hòa. Cái với một loại nước này á thì nó khoảng cỡ 5 lít nước đó mọi người. Nên mình sẽ dùng ở đây là 2 gói. Ở trong đây nó có 4 gói nhưng mình sẽ dùng 2 gói nha mọi người. Gia vị người ta làm sẵn bỏ trong gói như nè. Mình chỉ bỏ vô thôi, mình nấu thôi. Nấu cho nó ra hết cái hương trong đây rồi bắt đầu mình sẽ vớt cái gói nó ra. Ồ, mọi người cái nước trong quá trời. Mọi người thấy nước trong không? Đó. Rồi nồi phở của mình 10 phút nữa là có ăn nha mọi người. Rồi bây giờ được rồi mọi người. Mình nấu nãy giờ cũng cả 15 phút nó ra hết cái chất này. Mình phải nên vớt cái bọc này ra nha mọi người, không thôi nó sẽ bị bể ra, cái nước mình nó sẽ bị đen. Rồi mình sẽ trụng một tô phở nha. Thịt bò mình thái lát mình để lên trên, bánh phở để dưới. Nước phở trong lắm luôn. Mình thích ăn cái đuôi bò nên mình sẽ kiếm một cái đuôi bò nhỏ nhỏ mình để lên. Không có đuôi bò nhỏ thì quất luôn đuôi bò bự lên cho mọi người lên. Thêm miếng ngò lên. Rồi sau đó mình sẽ nặn chanh vô nha mọi người. Mình có bỏ giá vô rồi đó, bây giờ mình sẽ nặn chanh vô. Bỏ cái tương ăn phở vô nha mọi người, phải bỏ cái tương ăn phở vô mới ngon. Và bỏ cái tương ớt, ở đây mình xài cái tương ớt con gà. Tương ớt vô. Bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức nha. À, thơm quá mọi người ơi, thịt bò mình sắc mỏng á, mình bỏ nước nấm vô là nó vừa tái tới luôn nè mọi người. Mùa hè á, nhà mình có trồng quế á, thì mình ăn phở mình bỏ quế vô mới ngon, nhưng bây giờ vì mùa đông á, cây cỏ chết hết rồi, không có quế, nên mình chỉ ăn có ngò gí với giá thôi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Mình Phương Thí mời mọi người cùng ăn phở với Phương Thí nha. Mình ăn trước cái cọng bánh phở trước đi. Rồi mình mà cho mọi người nghe cái cảm nhận của mình như thế nào ha. Xin mời mọi người.
Hấp miếng nước nữa. Ngon quá mọi người ơi. Nước phở rất là đậm đà, rất là nó ngọt và ngọt thanh đó mọi người, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng đuôi bò ha, để mình coi đuôi bò nó có mềm, nó có mềm quá hay là nó cứ cứng quá không, và mình sẽ cho mọi người nha. Đây, mời mọi người. Nóng quá. Ngon quá mọi người. Đuôi bò này cũng vừa chín tới mọi người, cũng không có mềm quá mà cũng không có cứng quá, nên cũng vừa ăn á mọi người. Cái này theo cha mình á thì chắc cha chê hơi mềm, nhưng mà theo mình á thì cái đuôi bò này là vừa ăn nha mọi người, ngon quá. Đi làm về mệt mà có tô phở nóng như thế này ăn là bá cháy bồ chét nha mọi người. Nếu mọi người thấy thích thì hãy cùng vào bếp để nấu thử cái phở bò nhanh gọn lẹ với cái công thức của mình thử đi mọi người, sẽ rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hết cái video của mình. Mình mong mọi người luôn ủng hộ kênh và luôn yêu thương kênh. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha.